Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264. Tôi cũng được biết đó là đài hiện giờ đó thì có quý vị có thể coi đài Lưu Đức Sài Gòn TV qua tới hai cái channel nữa. Là thứ nhất đó là channel 18.9 hay là cái channel 56.7. Thì cái channel 56.7 tôi nghĩ là có thể vào dễ hơn. Rồi lặp lại đó là quý vị có thể coi đài Lưu Đức Sài Gòn TV, cái chương trình của nó qua hai cái channel lần. Và là 18.9 hay là 56.7. Hồi xưa nó là 57.7 thì bây giờ nó là 56.7, tức là check có một channel thôi. Thì cái channel 56.7 thì quý vị có thể vào dễ hơn là cái 18.9. Hello, giờ chúng ta nghe đây. Hello. Hello. Dạ, yeah, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Dạ, dạ. Thưa tôi muốn hỏi luật sư. Dạ, yeah, được cô. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi có một cái căn nhà. Và tôi có bốn người con cả thể. Bây giờ thì tôi để cho hai người con đứng tên chung, tôi át hai người con đứng tên chung. Như là luật sư nói thì nhà nó không mất. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là bây giờ tôi lấy tên tôi ra và tôi ép cả bốn đứa con tôi vô, thì như vậy thì có được không? Và có cần mình làm living trust không? Cô á, nếu cô ép hai người con còn lại của cô vào đó thì cũng dễ dàng thôi, cũng như là trước cô ép hai người con kia. Tuy nhiên là bởi vì hiện giờ cô và hai người con của cô cũng đứng, thành ra đó thường cái chuyện việc chuyển nhượng giữa cha mẹ thẳng cho con đó thì không có bị reassess property tax, nhưng mà giữa anh em đó thì có thể reassess property tax. Do đó, do cái tình trạng hiện giờ mà cô đứng với hai người con, rồi cô OS thêm hai người con nữa, thì đó, sở địa bộ họ có thể thôi là lấy cái cớ này để họ reassess property tax. Thì khi đó mất công cô đó, là nếu mà họ gửi cô cái supplement tax, property tax á, thì cô đang sống 60 ngày để cô giải thích rằng cô chỉ chuyển cái phần của cô thôi cho hai người con còn lại. Ok. Yeah. Nó hơi phức tạp chút xíu á. Ok, yeah. Tại vì nếu mà một mình cô, nếu lại chẳng hạn, nếu lấy lần đầu tiên mà cô một mình cô chuyển sau bốn đứa con đó thì ok, yeah, no problem. Không có vấn đề. Nhưng mà bây giờ đó cô đã chuyển trước hai đứa rồi, rồi bây giờ ba người, tức là cô và hai người con mới chuyển thêm hai người con nữa, thì nó có thể nó coi không những là cái sự chuyển nhượng giữa cô cho hai người con mà là chuyển nhượng của hai người con kia cho hai người con còn lại nữa. Ok, do đó cô phải cẩn thận. Còn về vấn đề một khi cô đã chuyển hết cho nó rồi thì nó làm chủ, cô còn gì nữa đâu mà cô làm living trust. Cô đâu còn làm chủ cái gì nữa đâu, cái nhà cô hết làm chủ rồi. Cái nhà là bây giờ là mấy con cô, sau khi cô làm xong cái đó là mấy con cô làm chủ rồi, cô đâu phải, con cô đâu còn làm chủ cái nhà nó nữa đâu. Thì cô đâu còn gì nữa đâu mà để lại đâu mà làm living trust làm gì. Dạ, tôi hiểu rồi luật sư. Dạ thưa luật sư, cho hỏi thêm. Thưa luật sư, bây giờ vậy thì mấy đứa con tôi đó, mà giả sử có trường hợp nào mà nó ly dị với vợ chồng nó, thì cái tiền cái tài sản trong nhà này thì nó có bị chia đôi cho vợ hoặc chồng nữa hay không ạ? Thứ nhất là tùy cái cách mà cô chuyển qua cho nó đứng là thế nào. Nếu nó đứng là joint tenancy đó, thì cái việc mà vợ hay chồng gì nó mới đòi mà chia đó thì khó lắm. Tại vì joint tenancy đó thì muốn chuyển nhượng cho ai là phải tất cả mọi người joint tenant đồng ý hết. Và nếu một trong bốn người mà chết đó thì ba người kia hưởng cái phần người chết, chứ vợ hay chồng của họ không được hưởng gì hết. Còn nếu mà cô để qua cái dạng là tenancy in common mà mỗi người là 1/4 á, thì nó là cái 1/4 đó đó,
thì nếu mà cái người con cô qua đời, nếu họ có vợ con thì vợ con họ sẽ hưởng một cái phần tư của họ. Và nếu họ còn sống đó thì tùy theo cũng nhiều yếu tố đó, nhưng mà thứ nhất là họ có thể add người vợ họ hay người chồng họ vào trong cái phần tư đó. Hay là cho dù không add đi chăng nữa, nếu mà họ dùng cái tiền lợi tức trong thời gian họ lấy vợ lấy chồng mà họ đóng vô cái tiền mortgage đó, thì cái người vợ hay chồng cũng có thể đòi qua cái nó gọi là cái right of reimbursement. Thì đôi cái câu hỏi cô nó hơi tổng quát quá, tôi khó trả lời một cách mà chính xác được, nhưng mà đại khái luật đó là như vậy ha. Dạ, okay. Dạ thưa thêm một câu hỏi nữa luật sư. Cô hỏi nhanh thì có một người đang chờ trên đường dây nãy giờ. Dạ, dạ. Tôi hỏi nhanh rồi. Dạ thưa luật sư, nếu mà các cháu nó đứng tên như vậy đó thì có ảnh hưởng đến cái khai thuế cuối năm không thưa luật sư? Đương nhiên ảnh hưởng chứ, cô đâu còn làm chủ nữa, cô đâu được khai thuế trên cái mortgage dạ, property tax không. Đó thì bốn đứa con cô nếu nó đứng tên thay đô thì mỗi đứa được khai 1/4 nếu nó có đóng cái tiền mortgage property tax. Dạ. Okay. Dạ thưa, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Không có chưa cô. Dạ, dạ chào con. Luật sư. Dạ. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Hello. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, hello. Dạ, dạ. Chào cô. Luật sư. Dạ. Anh muốn hỏi luật sư á, như tôi là sinh năm 1955. À. Dạ. Dạ, tôi nghe rồi, bà sinh năm 1955 rồi sao nữa? Dạ, thì thí dụ thì khoảng bao lâu rồi tôi được retire bác sĩ, luật sư? Bà muốn retire khi nào bà retire? Giờ cái câu hỏi của bà là khi nào bà retire thì bà được hưởng cái tiền SSA, phải không? Tiền Social Security. Cái luật nó retire là bao nhiêu tuổi? Ok, bà đã làm trên 10 năm ở Mỹ chưa? Dạ hơn ạ. Rồi, vậy thì bà có sớm nhất đó là khi bà 62 tuổi. Bây giờ là bà sinh 1955 thì chắc là bà tới birthday của bà đó 2017, bây giờ 2017 rồi thì chắc là bà đã trên 62 tuổi rồi phải không? Dạ, trên mấy tháng. Đúng. Thì bà có thể xin tiền retirement bây giờ. Tuy nhiên đó, nếu bà xin bây giờ đó thì bà chỉ hưởng khoảng chừng 75% lẽ ra bà có thể hưởng. Thì cứ mỗi năm bà chờ đó thì nó cho dù bà không đi làm đi chăng nữa, bà sẽ được tăng khoảng 7-8% cho đến năm bà đến cái ngày sinh nhật của năm bà 66 tuổi đó, cái tuổi của bà đó là phải 66 tuổi lần. Ồ, 66 tuổi mới được. 66 chứ phải 65. Thì khi bà 66 tuổi đó thì bà hưởng 100% cái số tiền bà có thể lãnh được. Okay. Còn bây giờ nếu mà bà không lãnh được, cho dù bà không đi làm cũng không sao, thì mỗi năm bà cũng sẽ tăng khoảng 8% cho đến cái tuổi tối đa của bà là 70 tuổi thì bà bắt buộc là bà phải lấy ra. Ok. Rồi, bà có câu hỏi gì khác nữa không? Dạ, dạ một câu hỏi nữa. Dạ. Ok. Bà đi xa cái TV hay tắt cái TV nó bị echo á? Dạ. Thí dụ như năm 66 tuổi tôi lấy tiền retire. Nhưng mà tôi vẫn còn đi làm. Thì thí dụ như năm 66 tuổi, nói thí dụ như là tôi lấy được 800 mấy đi, 850 đi, rồi tôi tiếp tục tôi đi làm. Thì khi tôi đi làm mỗi năm tôi đóng thuế như vậy á, cái tiền đó nó có cộng vô cái tiền retire của cộng, tôi hay không? Nó cộng vô và nó trừ ra. Vẫn lấy 850 là vẫn 850 luôn. Nó cộng vô mà nó trừ ra. Nó cộng vô mà nó trừ ra là tùy theo cái lợi tức của bà. Nếu bà làm nó sẽ bữa tôi có cái schedule mà tôi bây giờ tôi không có để đây, nhưng mà đại khái đó hình như bà làm trên 17.000 đó thì nó cứ một đồng bà làm, hai đồng bà làm nó trừ một đồng hay sao đó. Dạ. Yeah. Nó sẽ trừ ra nếu bà làm trên cái lợi tức nào đó đó thì nó sẽ mỗi hai đồng nó sẽ trừ bà 1 đồng. Yeah, nhưng mà nó cũng sẽ add vô cái tiền của bà. Thành ra đó bà phải bà có thể bà phải vô cái website của ssa.gov, tức là cái website của Social Security Administration, cái chính thức của họ đó. Mà nhớ mỗi cái website nào mà có cái chữ GOV, tức là viết tắt chữ government đó, đó là cái website của chính phủ. Thì bà có thể hỏi chi tiết, thì lúc đó đó với bà coi dựa trên cái contribution bao nhiêu, thì bà cũng phải là lúc đó cái lợi tức của bà đó bị đi làm đó bà làm bao nhiêu. Dạ. Yeah, thì tùy theo bà làm á thì nhân đầu lợi tức bao nhiêu thì nó trừ lại, nhiều khi 2 đồng trừ 1 đồng hay là bao nhiêu, tôi
để lâu rồi tôi không có giữ đây, thành ra tôi không nhớ nha. Nhưng mà bà họ vô website thì bà có thể cho bà biết. Với lại bà cũng muốn đâu có information về cái việc mà cái lợi tức bà làm khi bà 66 tuổi đâu. Thì từ đợt tới đó rồi bà tính sao. Ok. Ok. Yeah. Ok. Nhưng mà yes, nó sẽ trừ lại một phần nếu bà làm. Có nghĩa là mình tiếp tục đi làm thì cũng vẫn không có cộng lên cho mình cái tiền vì thai nữa. Nó cộng vô về sau này nhưng mà nó trừ ra. Nó trừ ra cái số tiền bà được hưởng mà Social Security. Do đó có lẽ nó clear nhất á là cho bà đó, là nếu bà còn đi làm thì thôi bà đừng có claim. Bà chờ đến khi bà không hết đi làm nữa bà claim thôi. Thì như vậy đó, cái số tiền bà lãnh nó sẽ cao hơn. Ok. Ok. Khi nào mình... Tôi vừa mới nói bà có thể chờ cho đến khi bà còn đi làm tới 70 tuổi, bà vẫn có thể chờ tới 70 tuổi và lúc đó bà claim. Ok. Có nghĩa là làm tới khi nào mà mình không làm nữa thì mình mới bắt đầu lấy, mình mới bắt đầu là không, 70 tuổi. Là lấy retire thai mình tiền không. Tiền retire thai phải không? Bà không nghe tôi, bà không nghe tôi mới nói 70 tuổi là tuổi tối đa bà phải lấy. Ok. 70 tuổi là tuổi tối đa bà phải lấy. Ha. Ok. Ok. Ok, cảm ơn bà ha. Dạ. Yeah. Ok, yeah. Cảm ơn bà. Hello. Hello. Dạ chào luật sư ạ. Dạ chào anh. Anh có thể giữ được. Anh có một câu hỏi về luật sư. Dạ dạ em giữ dừng dây giùm cho tôi nhé. Dạ. Quá giờ đài họ cho biết là tôi phải tạm ngưng để đài họ chạy phần quảng cáo thương mại. Em giữ đường dây, tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của em nhé. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn luật sư. Không có chị em.